Chị gì anh chị em? Gì sao nó chanh ngọng? Cái gì vậy? Vụ gì vậy? Má đi nha, anh chị em nha. Chú phân mà đi được yêu bằng đồng chanh chi? Chanh, chanh còn mà ta. Thế là có đó không? Đầy bình vô chứ. Mấy sao không đi mà đâu mà tớ đâu vậy? Em đi đổ luôn mà ta. Ông quẻ đừng kêu ta nói nha. Thách đố như là nha. Thách đố đi ông. Ta nói thiệt cuộc đời mày á. Đã chưa? Mày nghe cái bài hát mà. Cái bài gì Phúc bỏ rồi họ sẽ đến rồi Phúc sẽ đi đấy. Mua canh lâu. Gì? Canh lâu rồi em đi đưa. À quên. Nãy giờ quên. Thì bạn hết thanh một cái đố trên này vô nhậu thì cày. Đố 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 vô mày. Đố tôi đâu? Ừ. Em. Mày muốn đây gì? Đi chứ khó. Khó đâu. Chi nha. Có một chi kìa. Chị mày đi mà quắc về quấn em giờ đều quen quắc tấu thề thuốc đổ ở dưới này mày dám mày thấy mấy anh ghẻ đòn không nó đét bè mày hồ kìa ô taxi kìa đứng nhà nhất kìa nó ghẻ khác em người khác mà mày điên quá mày ráng đi mày ráng làm đi có tiếng nào gần tiếng nhiều quấn nó quấn quen quấn cái bữa mà giờ chịu nó mày cái hình ảnh mày sẽ lưu suốt đời như ghẻ ô taxi nó đỡ làm mộ luôn mày không thấy nào nó khổ luôn suốt đời điên quá mày muốn hả mày chứ giờ mày muốn làm gì mà có anh mà không muốn làm mày thấy không bây giờ vậy đâu giờ cái mặt mày này mày cứ cười luôn đi mày muốn mày cười luôn nghe là ngày nào mà không có anh không ăn đủ thứ loại luôn muốn ăn gì có người cười luôn nghe cái ăn ha ừ ăn như vậy có người cho ăn ý là ăn gì tiện cười luôn có ăn vô á mày chết rồi mày đưa lên bàn thờ mày còn cười luôn ý là chưa chạy cười luôn lúc nào mà cũng ăn anh đi giờ đưa mày cất lên mày cũng cười vậy đâu mày đâu cũng khùng quá luôn thử ai được cất ông chứ giờ sao các bạn mà đâu chính được đồ ăn giờ người ta canh giờ nó chữ che mày cũng vậy đỡ nó được đâu em nói thiệt giờ người ta canh chứ chẳng thiết bể muốn ăn đòn nữa em mệt quen quá trời gái mày sao tao gốm mày đụng tao nghĩ lại tao nghĩ lật cho mày đúng là khán giả nó đẹp tao màn tang là tao tự đẹp cho nó quấn tao mà bốn em biểu sao thằng nào cũng đâu mà cái đeo còn tính nó mày đúng đó đồ mày em quấn mấy con bữa mày không tin là anh quấn mấy năm nay là thôi đúng rồi màn tang thiệt đồ của tao đang ngủ với vợ tao đừng quấn tao lại đừng quấn tôi nữa đừng quấn tôi nữa mày giật mình luôn mày quấn vợ nói sao vậy đồ mày làm ác mộng thấy mày nó dưới nó trời đúng mấy tẩu gơ lắm không biết giờ cái ngờ đây em biết làm cái hộp không thấy anh đòn trước mấy mẹ bây giờ tao không làm ngờ đây thì tao chạy taxi lại taxi để đâu mà nhận khách hồi em biết tao chạy taxi khô lắm không nó đổ điểm bình dương đồ mày như con ké mà nuôi con hồ ké thẻ cục màu xuống là đốt vô vậy nó đổ điểm bệnh viện đồ tao bay vô bệnh viện đồ mà tao mừng tao đứt nó hút thuốc đồ đẻ rồi vậy thằng ở ngồi bệnh viện nó đón mẹ mất con quỷ đấy chứ hồi bệnh viện lâu quá rồi trước nó đứng nhà thằng trước nó đón mẹ mất mẹ nó làm anh ơi khó đó mẹ giờ tao thì mày mẹ thôi giờ cái ngồi trôi ra nóng hộp mày đâu bởi vì sao mày ăn biết không sao? Nó quấn mày cái mỏ mày và leo cái quát mà chữ nó mà mới hộp chứ nó quýnh rồi đứng không thôi với đụng em thì em chứ không được em đâu có hổn với anh đâu mày chứ giờ vậy mày mất 50 điểm đó bây giờ nó quýnh mày không thôi đủ 5 phút rồi sao kết đòn đúng á nó quýnh rồi mình phải chứ mà giờ em chứ không được là giờ chịu anh đòn mày thấy con ghẹ không khi nó đé mà nó đé mà thằng ghẹ đé bệnh nó đầu nó còn ghé ồ máu không mà nó ảo thì hết thôi là ghé hơi thờ cuối cùng hả nó chưa chết đâu thằng nào mà ở sau lỗ đít nó yếu ra máu nó rầu liệm đúng. Hiểu không dạ anh bởi mà chưa yếu mà chưa bị bệnh trí này sợ bởi vậy anh có yếu ra máu không mày thằng xanh nó chọt tao đụng mày ngốt cái vô đây luôn mà tao rút ra được lại mà bình thường hả chứ dao tao bị bơ đơ làm rầu động lắm dạ hay nhiều bởi anh ta nó chọt anh là bị đầu ngón tay nên em nó quý mũi nó ngày á cất nó ngốt được mà đeo chỗ nào được không coi ồ nó quýt đeo mầm mình mà biết chỗ nào đâu dùng thuốc gì sợ bóp hay là thuốc giỏi gì thuốc giỏi the đấy không phải dùng thuốc giỏ được bây giờ cái bệnh này là không dùng thuốc giỏ được rồi chứ mày quýnh là thuốc giỏ chứ chưa thê vậy thê thuốc đây mày biết kìa đây mày cứ bò không mệt quá mày biết kìa thê thuốc bò vô là nó bây giờ em gọi anh bây giờ anh giúp em gì đây nhưng lại cứ bị ăn đòn luôn nè thôi bây giờ tao nghĩ mày vậy này sao tao đỡ tao giờ tao chạy taxi lại
cho ta mà nó ngồi ý tưởng mày đâu mà nó bút ra là không bệnh đó. Ủa em sao? Thì mày ở Châu Hồng mày có làm quản lý xuống dưới rồi sao mà không làm lại mày đi? Thì bây giờ em gì em làm điện thoại. Xuống dưới đó là mày quản lý đúng không? Hồi lúc trước em làm quản lý. Quản lý xong rồi là đồ đạc người ta dẹp hết chứ. Em chỉ quản lý thôi, còn mà có nhân viên dẹp đồ em chỉ quản lý khách đồ tiền còn không? Thì không đúng mày đúng đâu ạ. Mùng mệt mày sáng mai nó dây hết rồi biểu sao không đủ. Lại có nhân viên dẹp mà đã quản lý mà ai quản lý đi dẹp. Tao mày em sạc thấy mấy con nhân viên đẹp quá đầu nó đầu tao mày ủi đúng không? Mà ngủ vàng mình ấy, em sạc có mấy lạnh mà em sạc biểu ai dẹp mà. Cùng không? Bữa cái bè nhân viên mà vô và leo toilet mà bây giờ cái đụng nó cái mũi nào hí đầy anh. Mày anh giờ chứ mà. Mày đâu có quản lý mà mày hí cái mũi đầy anh. Trời cha mày ủi giờ mày cũng đâu đi giống mặt đâu. Mà quản lý gì mày nhìn gái đẹp kẹp bồ bột đồ vô vậy? Em có ý xử lý với anh đồng hơn chút người em ta đây, tao làm nhà ý đây, đụng khách nó xuống nó đưa khen mạng chim tao nó cứng luôn có một sợi đây. Nó nhìn chim tao nó coi rồi. Mẹ mày, nó kêu ở dưới mà mắt tốt kìa kìa, lúc kìa kìa. Thôi nói chứ mà quay lại ngồi quản lý đi. Hay em chủ đó không nhận mày được không? Thì không, giờ em về làm cũng được nhưng mà bây giờ em muốn làm, em cũng mê làm người đây mà. À đù. Giờ thì sao? Hay này. Ừ. Đúng rồi, họ mày làm quản lý xuống dưới đúng không? Ừ, sao? Vậy thì tại sao hôm nay mình không nhận lại cái review xuống dưới đi? Khùng phải không có kêu đâu mà nhận. Mày ngu thằng dốt. Để làm rồi trôi, không kêu cũng phải kêu, mày hiểu không? Là mày hiểu ý tao nói không? Không kêu mà mình cũng vé cho là ông gọi mình phải có vé, mày hiểu không? À, ý là như trôn mấy kia hay? Ừ như ông bớt. Như bầu trôn mấy kia hay? Mày nhớ không? Bớt đâu, nó dẫn tao vô bệnh viện, nó kêu nhà xác đái đầu mày, nó kêu thằng nào giao chứ bớt đây. Thì đúng nào cái đấy đều anh yếu anh bị lừa, bây giờ biết mấy nãy nó đều có yếu hay không mà lừa được. Nhưng mà tao nói nó không tin, tao biếm điếm túi nó không tin. Nhưng mà cái đều mày mà mày dĩ không được. Mày dĩ được. Lúc trước em làm bằng lấy em còn kêu xuống review đấy. Bây giờ đúng em nói bây giờ ông mời thêm chi nhánh nữa. Ai xuống đồ mày review. Bây giờ thấy mày thông minh rồi này. Giờ ông đưa là còn như 10 triệu xuống mày review. Mày là chuẩn bị ăn đòn dài dài như tao đó. Anh em mình thì chắc ăn đòn dài dài lắm. Bây giờ em nghe với đà nói bây giờ có xô nhận 10 triệu đi quay xô dưới hai đấy đúng không? Mày giờ là cái khẽ này thôi diện của mày. Mày nói sao mà thằng Thiết nó chịu nó nghe lời là được. Đúng hiểu không? Ừ. Cho mượn điện thoại mày nhanh đi. Chơi. Mày nhanh tao điện cái. Dạ ai? Để tao bán cho thằng đồ sửa điện thoại kìa. Không khùng quá bán chi. Ừ. Mua tiếng rồi. Tôi mua điện thoại cũ nè. Tôi điện thoại của tôi mất cái cũ này. Bây giờ vô. Rồi, tao nói mày là khẽ năng của mày. Mày thuyết phục thằng Thiết như thế nào là mày khẽ năng của mày bản thân mày. Không lấy tao chỉ mày tao sao bây giờ biết bây giờ chơi luôn. Tao sợ mũi mà tao giống như trâu nữa nè. Mày nói sao mày mà kia kiếu như tao là cái thằng mà ơi như là đi theo nanh ní mày đó mà được quảng cáo rồi chưa? À. Đi được. Mẹ thấy tưởng ngay à. Ủa mẹ bây giờ thì những nói đâu bây giờ chết đi đâu? Nói như mà không chịu đi giờ chết đi đâu? Thờ cách đâu? Tại vì dầm hết trời An Nhân vô chợ Bình Định. Rồi xong đầu á là cuối cùng là cái điểm chốt của mình là tao dẫn vô quán thịt cầy. Anh chửi sao mà gì à? Mình đâu mà nãy anh thịt cầy được hay? À, đợi thịt cầy. Mày chết đi dân nén đồ chơi đi thông sang chơi vậy ha. À mày cũng được. Sao? Mấy đời giải đầu xanh cổ tao ngu dữ vậy. Lấy hết xanh tao trước sao? Hết đồ chứ. Chi tao còn hết xanh nữa không? Thì hết đồ chứ nó thôi bây giờ dài này. Tao vô hay mày. Tao vô tao hút xanh xe mày vậy. Ông cùng quá chi tay ghe nó cũng tống xanh hơn chi của anh. Ngu quá mày không có đi chi. Ngầu lên chi của thằng Thiết 1 phút. Đồ mà đơn nó chơi mày đi mày ngu như chi em hút xanh rồi chẳng hút chi mày kìa. Chi em hút xanh rồi mới có hút xe mà chi. Mẹ vậy là mình phải hút xanh. Đà nó hết trước. Trời nó hết xanh rồi trời nó chết bộ. Anh đó. Trời nó chân nắng nữa. Thằng ngu đi mà đi vậy quá. Gì? Xem cổ đâu rồi. Giờ có sao? Có nút ấn không? Coi thứ đi. Này hút sao? Hút chi ai coi xin Thiết vợ mơ mà hút xin trước đi. Anh hút em coi thứ mấy nước mấy nãy làm gì tao nha. Ừ, em vô coi thứ đi. Nhanh cho nó rẹp. Đâu. Đạp đi. Hay quá em ơi, đạp đi. Hay quá. Vô chứ mất chi lão đi. Hút lẹ. Nhìn Linh
mé mày bữa sau mày re mày nói tiếng như ai tao tưởng nói cho ai biết mày nói anh nghi mày nãy nghi sao mày anh hút anh nhớ anh đổ xì chìm dưới nhà đó mày thè mà nói trước vậy hút liền đi hút đổ xì chìm thôi mày hút đi mày cứ làm bè chuyện cho mình nó đâu đang chơi game ở sau thôi đấy đấy đúng đâu đâu thấp cái ống xuống đấy đúng đâu đấy mày ơi xì á mày khỏi quá hôm nay mình review sinh nha các bạn mày chịu đòn còn 8 lần nữa là mày thông minh à đồ thông minh giống anh ấy đó mình review sinh nha các bạn mày sao chúng nước đái rồi mày sinh đấy sinh sao sao mèo nhúng mà mày nước đái rồi sinh đấy nhúng nước đái của anh quá người ta đòi đâu này đổ xì mày nhanh cả mấy cảm ơn đưa cái xe tụi mở cốp ra mơ đấy đủ xe em đi mở rồi vậy thôi mở đủ chưa mở đây mở được chưa dỡ lên ngang nguy hiểm các bạn ơi. Mày sao đấu chi anh này? Mà mày đồ khôn tao, tao đéo thì mày. Đấu chi em gì chứ? Mấy anh nãy làm tao giật mình đâu à? Đấu chi tao chứ đồ mấy chút tao giận nó. Ý tôi này, mày hết thằng xe tao rồi. Để chơi chút hút đổ đài xe anh này tới đổ đài xe em luôn nha. Đổ hết luôn. Nó mày nói xanh nó âm sầm mày xanh chua mà la vậy? Mày vô mà hút lần nữa mày đổ vô xe mày. Đợi đợi hút đổ xe em. Có xanh đó. Đi. Mình vô đây. Không đây. Cầm đi em. Giờ mày đổi, tao vô tao ta, ta canh tụi nó tiếp nha trời. Mày tỉnh táo. Hôm bữa mày chờ tao trong bệnh viện ấy, hôm nay tao sẽ cho mày biết thơ nào là lỡ độ nhanh thích khâm mê. Thầy phúc đâu ta. Sau này tao sẽ đưa cho mày đâu. Mày chính gì nữa. Vô kêu nó chính gì. Tao chính đâu mà mày chính gì nữa. Kêu tôi chính gì. Đi vô mày. Cái độ cứ làm ông đại. Được không? Không, bây giờ tôi cái máu là mày nghe tôi dành cho ông, biết không mày? Mày nghe làm anh cái gì của mày? Ông nghe dạ? Ông chưa bán hay sao? Ông máu là mày làm thằng đồng xin nhơi. Ủa? Ông Thiết Tây Dương Phúc Nhớ hồi lúc trước ấy tôi làm quản lý không xì tôi dưa đấy. Nhưng mà mày dưa đùa trời là sao? Bây giờ ông mới thêm chi nhánh 2 nữa. Là ông muốn chúng anh em cũng thôi, chúng ta nữa. Đây là 1 triệu. Thì làm có, ông nói đừng có nói dở với anh. Ủa chứ lúc trước tôi làm quản lý chứ, kêu mà ông không quay mà ông quên rồi nha ấy. Bây giờ ông mới tìm cái nữa. Tao đợi kiểu đó. Này tao mới quay tao đỡ. Bố có quay đẹp hơn. Bố có review đẹp này. Tao đỡ tao. Tao đứng mình mà luôn đi. Tao đứng mình mẹ đi. Anh đi mới là đi. Luôn anh đứng mình đi. Anh kêu anh đi. Kêu vợ anh đi mất. Hai chồng anh đi quay. Hai chồng anh. Anh về nói cho anh chủ xuống kêu thôi. Vợ vợ chồng mà tao kêu về là lộn xuống mày. Hai chồng mày. Mày tính tiền. Cũng nhảm mày sao. Trời ơi, nhớ hồi lúc đó ông chú ông giận vợ con chú ăn bây giờ ông có dám kêu chú nữa đâu. Đi đâu mà. Ý là ông chủ ông kêu không có nữa. Không, còn mày im giận vợ con. Tới mày biết không? Đi quảng cáo rồi ta mà kêu vợ con là lùm đùm lên. Mày cũng vợ mày nói với mày ngay. Cái đó là nói anh cho kêu dẫn rồi con em mới dẫn đi.
Nhưng mà ông cũng ít hơn anh. Anh đi giờ em nói ra nè. Ông đi tới 5 người mà hả? Ừ. Giờ anh nói ổng là bao nhiêu người là đã biết ông sắp xếp rồi. Đừng nào, đừng nào. Đừng nào. Bây giờ đi luôn, chia đồ tổng đại là em sắp xếp. Trời nói tôi mà tôi quên. Mẹ mày nhiều quán cháo gì thôi, đi luôn vậy mày. Giờ chắc có mấy cái hộp điện được không? Ừ. Giờ mấy công việc chú đi đám cưới mà. Nói ông lại bữa sau được không? Đồ ông để lên lịch lòng mẹ tôi quên lắm. Lại ngay giờ tôi mới đi đám cưới rồi, tao đi được đâu đám cưới đâu. Chờ vài phút nữa mấy tao giờ anh đừng có anh nói vậy. Mấy cái cậu mẹ đó. Mấy cái cậu cứ hỏi đi sao. Anh em á thì đi chung đám cưới đâu. Trời ơi thì mày cần gợi ý tưởng. Muốn đi lúc nào gì vậy chứ. Trời ơi thì cần gợi ý tưởng. Còn không có chơi lại mẹ chứ đó. Anh em ai ra tiếng thì khen mà khen mẹ. Đi đâm cho nó vui chứ anh nói nhẹ lắm. Đi đâm cho nó vui chứ. Đi review mày. Không nhưng mà ông kêu đi ba người thôi. Cái ba người ấy. Ừ ba người nhưng mà 10 triệu. Nghe thằng xe mày giờ nó mà mày giống đi. Chứ bây giờ lúc trước như anh quốc chẳng giờ con đi có được đâu đâu. Là anh chứ thiết với ba người đâu. Quay anh ngồi. Thôi mày thiết. Mày với vợ mày với con mày. Sao cái ba người ít như vậy anh? Lúc trước đi đông người cũng như vậy. Bây giờ chúng đi chúng biết mình quay nhiều. Đi bắt bây giờ nhiều là vậy. Anh nói ổng này là team tụi em á là phải ít nhất phải 5-7 người là ví dụ như người quay tốt người quay đồng này đầu tiền người này đó. Không thằng đó biết mà đầu mày giờ bây giờ mày đi được rồi. Mày này thằng con quay ở cha mày với Giang ăn rầu sao mày biết mày đây. Đây là nè biết cho đi ạ. Nếu bạn ơi bảo không có. Ông em với thằng Xanh chứ. Anh mẹ mày. Tụi mày giải tụi mấy bé. Bé thằng là tao với ông Xanh với ai chứ mày biết. Cái đồ mày ra đây. Ra đây giải quá. Xanh ở nhà em. Tôi là ngoại lệ, tôi là người lệ nhóm ông thêm Ben ư. Tôi là Hồng Tấn. Mày nhớ cái được phải không? Đi cái xe gì à đâu mày đang đi đổ xe gì chung. Xanh, ấy là em sợ em đi xe cái thằng này à. Không, bữa nay không sao nữa. Không sao mày ăn gì được. Mày xuống bò mày xuống được, tôi mừng mày ăn được, mày ăn gì? Anh cướp đi. Cho mày đây, ông mày bím cái này. Review được em mà đủ mày. Dẫn cái thằng hút phân bò đi theo anh. Ông mồm ra đầu đó, mày đang đúng cưa ai phải. Ông không thiết, ông thiết cũng dẫn đi đi chứ. Anh có liên quan nào viên lộ chẳng em bỏ ra nhà. Riêng anh thật đếc vợ thành viên nhóm em. Thiếu đi ăn bên. Mày bỏ ra 80 em gì trước rồi, chẳng lẽ mới bỏ đây. Mày bỏ thêm lần nữa cũng sao. Ông nói rồi bỏ, ông nói nhiều. Mày mẹ mà ta đang ngầu chứ mà nói gì mình nó phơ, nó hùng không hùng. Ai thấy gì nào, anh bút phơ. Nó kêu đeo đậu mày giờ. Đồ không có gì cho mày nhẹ. Xếp đi không thiết, rồi tao nè. Chứ thằng cha em cũng đậu mày đi đâu vậy. Thằng cha em mình làm như đi đẹp chất thì chứ ông để lên mà tại tôi quên chứ không phải là. Nó ổng thêm người nữa, chứ anh quá người nữa chứ giờ 4 người. Đúng rồi, ông thêm 3 người thì sao. Ông chưa nói chuyện này nữa. Bây giờ ông cũng không ưa quốc nữa đâu. Không ưa hả? Dạ thôi anh tâm cảm nghe quá. Ông ưa đâu. Ông ấy mà tao bóc phốt liên quan lắm. Còn chứ biết làm gì liên quan gì bóc phốt. Ông thích anh này, ông thích cho biết mưa đâu ông bóc phốt. Anh đây đừng ở đây chơi này. Ôi mày nè. Chú đây không chú? Đừng ở đây. Ờ liên quan nào mà điên. Mày bóc phốt mấy người bóc. Ở chung mấy điểm cứ đâu. Mày lạnh mày chứ mày. Ờ nếu mấy giải phốt kệ tao bữa sau nha phốt. Thôi được mày không có mày cũng được nha. Mày mẹ. Đây nè quá. Trời ơi. Trời cần mày có ý tưởng. Còn review đó là khỏi rồi. Tao đuổi thầy gì ở trên thầy đi đâu không? Mày ông mới vô mày không đi đâu. Dừa mẹ đi. Nói nhiều quá. Tao lớn chọc chứ mày. Tao nói nhiều. Tao bữa nào tao đỡ mấy ông tay. Chồng chạy cho nó thông cái não. Tao giờ nói ra nè. Nói gì? Ý mày review gì rồi nói gì sao làm chiều đây vậy? Ông quốc gì ông quốc? Giờ đúng rồi, giờ quốc gì vậy? Đủ bên người này. Nhông chắc đủ bên người này. Đúng rồi, mới vô biết gì review đỡ tao nói ra. Tao nói em không cần review, em muốn là sạch sẽ. Tao không muốn không muốn mất vậy. Vậy chứ anh ảnh đưa anh đi lên. Không mày khỏi dẫn dò qua đây mày dẫn. Em dẫn gì? Tại đâu em dẫn thằng nào chứ chú được rồi anh em đi. Nói ông ba tìm biết. Ừ ba ơi, nhóm ông ba đi. Đi với mày. Em đi tao giờ. Trời đi với mày. 5 phút bữa sau 5 phút. Ok. Trời đi với mày. Giờ tôi chiều đi đâu anh coi cho em. À chạy hết giờ tôi em cứ nữa rồi. Mà lạnh mày. Cái gì bữa sau 5 phút? Ta đang giờ đang nói gấp cái hả? Quên đồ. Bây giờ ông đi đâu vậy? Vâng á ông. Ông ở nhà mày. Ai út mà. Ông đi đâu? Ông ở nhà. Ông mẹ mới đi sao ơi. Bây giờ review ông có biết review mẹ cái mũ này mà mũ Sơn á. Sơn cái đều vui vậy Sơn. Mẹ em Sơn. Đừng đi chứ. Đừng đi chứ. Đừng đi chứ. Cán luôn mày. Vậy thôi mày ở nhà. Ở bây giờ ở đây. À mà đâu biết địa điểm nào thì. Ờ. Đi đâu ta đi anh em. Thôi bây giờ đi. Vậy thôi tao tụi bay đi, tao đứng ngoài rồi, sao rồi. À, mà. Không, không, không. Mẹ đừng có bu như mấy ông ăn dơ mà ông đi đâu. Cái gì mà dính cất bạn cái bu bu này. Thôi vậy mày. Anh em, ông ăn dơ thì đâu, giờ em thay đồ sao đâu. Đi 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 đi. Cho mượn quần dài ra. Sao mày thay đồ. Thay đồ. Chú có thay đồ không? Không phải. Nó quay mà. Tao đi với mẹ đi, đi đâu. Nó quay cho con. Tao đi quay nó. Chung nhà hàng đen lịch sự cho mày. Tao đứng con quay mà liên quan vậy. Chào mừng áo mày. Tiếng mẹ. Chào mừng áo thiết nơi á. Áo đó. Giờ tao mới thấy được con mạch, mạch thật mày này. Đồng tiền đồng, đồng tiền đầu nó quan trọng nó đến mày ra sao. Đúng rồi đẻ mày. Khi xưa đi đâu cùng cơ nhau sống chơi như mày.
Người ta chỉ coi cái số mày đậu ở nhà mày không đeo trang đâu. Mày em mẹ chi Windows mà đậu ở nhà cái gương không rớt. Mày mà né luôn ai tụng mà lại mấy trời cho tao đi. Cho tao đi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì nghe mẹ. Nè đây. Quá, em kêu có bé người à, đúng lúc rồi. Chút ở đi quay là không có mặt anh đâu, người ta nói em nữa. Tao không vô thôi chứ mày. Tao không vô trong không cảnh nào. Nè, ở người ta chút em thì không, em đi quảng cáo mà không có mặt anh, người ta nói đi quay quen đây, hướng quen đây. Ní ông quen. Thì các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ có nhận một cái khu du lịch homestay, một khu du lịch mới của ông. Muốn cái thằng cái điên nào mà nó cứ muốn ăn sao bạn? Tay dài không mà nó thao khó. Nó nói được không? Chính là đây. Đi xác xác ở đây chồng khỏi vô đi quay lại hơi xanh xanh nè. Thì nói cho các bạn thì ngày hôm nay mình có nhận một điện của một anh khu du lịch xuống dưới anh. Xuống dưới hai anh em mình thì ông anh ông có nói là mời team mình trước. Thì nếu mà có dịp được sale thì anh sẽ là đi muốn mời. Gì quá vậy? Đứng đây luôn hai mày. Chị mày ơi, đem ngồi lại. Đi dạy. Tụi mày nhà đưa đường. Thấy đâu còn. Bây giờ chút mà em đi quảng cáo là không có mặt anh, người ta là nói em là thằng này sao đi léo là không có mặt anh nữa. Mày coi tao như người qua đường vậy. Đâu qua đây thì đâu cái đợt sao vào đây với gì đâu mày. Tao đường quay đây. Không có ổng này. Ok các bạn thì ngày hôm nay á anh em mình sẽ là đám một khu du lịch. Thì ông anh ổng nói là em anh em mình thôi. Em đồng giấy đây đừng làm mắt lại em nghe quá em tôi đi tiêu rồi nghe mày thôi đi xuống làm gì đâu mà làm anh thì có nắng luôn á mẹ gì đâu mà đây chứ đang này mà sao đợt này ông kêu nhiều các bé người ấy thì bây giờ ông kêu chủ yếu vào nhóm ông quay mẹ chứ đi chứ nhiều hơn trên thành thế này mà như mấy anh ta bệnh vậy quá. Em nói tiếng anh luôn á, anh cũng phải người phải có tự kỷ biết gì không? Cái đây người ta nấu kiểu thâu đi ở nhà mẹ đi. Mày sao mà ta đi đây mày sao mà quay chi? Tự nhiên ra đường đây anh có bao nhiêu tiền biết tụi em tạm gì? Mẹ mày đi đi chứ. Nói cái chuyện này mà cũng biết mà cái vậy mà không biết mày sống gì vậy? Cậu mới thành mày gái mày lố trong chỗ buồn. Sao đi quay? Hậu đợt trước này người ta nấu bụi mà anh đầu. Bây giờ anh làm sao anh sống sao người ta nấu thích anh nấu mà vậy. Nữa. Chứ mày xem mày kêu thành xem chú buồn lại đi đâu mà mày hỏi à, đi quay phim đi đâu coi quay phim người ta phải vui vẻ xem chú buồn à, tao thì vui vẻ bình thường thôi nha mày cái đồ mày về khen xin nói thà lấy hoán mà thà chúng nó vô hát cái lương bài Minh Phụng ha rồi cái đó chuyện của ổng cái đó chuyện của tao hát bài cho vừa đây của ổng mình nó đi nha mày đi đi lên xanh sao xin chia này xanh điểm đi nha mày né đây nha đâu đỡ mấy chị ơi cái gì anh gì em gì sợ nó chen ngậu cái gì vậy vụ gì vậy má đi nha anh chim nha chú quên mà đi đường yêu còn đóng chen chi chen còn mà ta thế là ngồi đổ không đầy bình vô chứ mẹ sao không đi mà đâu mà tết đâu vậy em đi đổ luôn mà ta thất đối là vậy thất đối đi ông nói thiệt cuộc đời mày á đã chưa mày nghe cái bài hát mà đâu cái bài gì phúc bỏ họ sẽ đến rồi phúc sẽ đi đây mày né ra nhà ta đây nha đi mẹ quá ừ cái mẹ nha người ta làm em đâu mày đẩy mình chi đây hết tên của con đúng rồi đẩy chung kia kia đâu chị đẩy xanh đi lên xanh không đẩy đây được quay gì vậy quay gì vậy còn các bạn thấy con điếm ở ngoài bên kia ông mình không đây đây còn cái xuống đây ngoài đi cái mẹ quá làm miệng cháo sọ luôn rồi mấy mẹ có mấy gì cho phải có cái sọ mà làm gì tiếp cho là đường của mày tiếp đúng mẹ anh chi động đâu cái tay vẫn nhiều chứ đỡ quá trình này chỉ nhớ đổ đâu mà te lẻ te
nhiều khi ông đó nó tự bóc hơi nó hết á. Mấy giờ sao không? Ai đưa tôi đấy, ở đây cho anh chỗ, ở đây. Thì sao cũng đồ nữa tới. Cậu nhờ giúp anh đại giúp em nè, coi xem cái quá. Quá, chờ em đây với anh quá. Mày quay ra hai người, đại đại giúp em đi. Tất mẹ ông mèo ơi. Đây. Ông ní đi chứ không đồ đấy nữa không? Nói chung cảm ơn quá nghe quá. Rồi. Mày nói chung em muốn rủ anh đấy mà hiểu không? À. Nhưng mà lẩu ấy thiệt là đỡ đầu thủ chứ mà em cũng muốn rủ anh rồi đấy mà. Hiểu không? Em xin lỗi chứ còn em thiệt là nếu mà anh em rủ là em cũng muốn rủ anh rồi. Chơi nhẹ em á. Nhận lên. Bữa gì bữa cũ sao anh? Đang đi mà anh. Mấy thằng này đang là đang để cái chân lên sao anh? Phải ấy thủng em đi chứ bữa cho mấy anh điếm là bị gì vậy? Mẹ tao vừa phải tao xin lỗi nhưng nó đơn giản. Này mẹ nè. Sao anh? Ừ. Cái cửa còn thay được mà nó winner như vậy. Mẹ mẹ em đụng ông tao đây tao cái làm gì vậy vậy? Làm gì? Mấy thằng mà điếm chớ nó sẽ nhận hậu quả nhiều lúc mà liền luôn mày hiểu không? Mày em tao đi tao đừng có làm bé giọng lắm. Tao nói thiệt mày cái mấy mấy thằng mày làm mẹ báo là mày sẽ tới trước mặt liền. Mày báo cái gì? Lần nhân quẻ mày hiểu tên lần nhân quẻ không? Mày điếm quá quá rồi. Thấy không? Mày cái nhà quá mày cái xe từ nãy giờ đó. Bây giờ vậy này. Bữa sau mày đừng ở nhét xe vô chứ trong cái nhà đó tao tới vậy cái nhà mày quá. Vậy gì? Anh muốn nậu anh hay sao vậy? Nhà muốn chập winner mua cho sang vô. Em có tiền em mua. Cái xe winner mà phải nhét vô cái trùng bò nhà mày nó mới sống. Cái tiền đó của em muốn mua gì? Muốn gì? Muốn gì quên không? Tao thì mày cái cuộc đời mày á. Đi xe winner sang chi? Đi như tao kia cả tàn bờ ngoài mà đời xe tao đầy bình, mày hiểu không? À, anh biết mày vào rồi đi mày đi, đi! À, ông nói đầu chút nữa tao lượt ông hết xin lỗi. Được rồi, anh hai đây, được anh hai đây. Cái hậu rồi, ông xin lỗi nữa. Mấy mày phản cái mày phản cái được anh hai đây, xin thiết. Đi hành đó. Mày đỡ anh hai đây, anh hai. Anh hai đó. Đỡ em lại. Thôi! Ờ, nhớ nha, mày trúng nữa, không biết mẹ. Ờ, mày coi này kìa. Nếu cần không lại nữa. Đó, tao niệm chú này, hậu quả tức liền. Nói mà, tát mày. Lên xanh. Mày, quê nè. Mày, thơ này, là đám đo cuộc đời. Tao, đứng đây tao ngầu cư như ông tìa. Mày, lên xanh. Đại con chứ chú. Nếu mà chứ đâu mày tấu rau, mày chờ chụp rau, không có review được đâu. Anh đó, anh điếm. Đạo lập cái cây sắt đó chú. Anh điếm thôi. Thì nhắc ngán lắm. Làm tấu. Thôi đi cứ chậm chậm vậy được đấy chú. Ừ. Mới từ đó xem em gầy. Còn phút anh kia nữa chứ mấy. Mày ngang này mày dắt cái đường nhà quê lại cho mày. Đường tắt cho mày nhanh. Cái đường lớn không đi. Đường lớn để giờ hết xé. Để giờ đi đường chính phải không là lấy đầu hết xanh. Cái gì đâu? Sao sao chú? Sao gì nữa? Đừng có hỏi xanh nữa nha xe. Cái gì vậy? Xanh mẹ đâu? Trái ơi! Anh đồ, hiệu nữa không? Hết xanh mẹ đâu? Xanh nó hương hoạch xuống mẹ đâu? Xanh mẹ đâu? Đi, xinh luôn không? Hai bán con nặng. Đâu có mà ông nặng không có tiền xanh hết trời. Mà mẹ chứ sao không có tiền nó xanh mày? Cái gì gặp mém luôn vậy trời? Có gì đốt xanh mày mấy điểm ở trong nhà nào xuống ở nhà không kịp đâu sống nhà đốt xanh mày không ai đốt xanh không mà hai cái gì trong hồ quá xanh hay vậy à biết hỏi đó là có lẽ không phải tại anh cũng không phải tại em tại vì thiên số nên chúng mày mình đã bộ đây mẹ đứng hướng chạy mày lên đâu mày kêu về căn nhà của mẹ cho mớ nói chữ đâu vậy mày hết xanh rồi không chạy mày hàng trong bò ngu nhìn chó gần trống rồi chứ em gần trống kìa nói cho ai luôn mày ổng tao mày sao hết xanh hay vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ừ. Ủa lại mua tranh coi. Cái gì vậy? Đồ tiền nhỏ đi mua ấy giờ sao khi ông nhậu đi được không? Ông mày cái mà. Tao hay ông đưa nhờ tiền đưa ông đi mua. Tao đưa anh em cái đó đi bộ gì sao bây giờ hay đưa ông mua rồi sao? Chứ bây giờ sao cho hai xe xanh cũng đừng nào cũng nhờ ông. Ở đó nang đi chứ ông ơi. Đấy, rồi bà gác cấu đi mẹ đây. Mấy ông quen gì nữa kìa, quen gì kìa. Cháu kìa quen gì hả? Mấy ông quen gì đâu ai. Kêu còn cậu với lại cậu xin lên được. Ờ được. Đẹp nhiều tiền xanh hả? Chơi quay như hả? Mấy coi chồng anh đấy nha. Có liều em ấy nha. Nó xanh rồi. Là mấy anh đó này. Là đi. Nó chứ làm như vậy. Ủa xanh mà. Anh đó. Anh đó hết xanh rồi. Coi chồng ấy hay quá. Xong chơi nổi tiếng lên đầu. Vui không? Vui dạo vui. Đỡ mày. Yêu cháu ơi. Tao, vô lại. Vô lại. Mày chơi tôi chia mày nghe tao chứ mày. Ủa nghe sao để anh làm chia em mấy? Giấy đâu với đâu chia hả chừng này. Anh biết mẹ đi. Mày mày đỡ tụi mày mày lại mày. Đây này, đây ai rõ hơn ai rõ hơn. Định đi mua xanh không? Mày muốn qua chứng kiến mình nghe không? Giờ ông có định mua xanh không? Có đi mua xanh không? Má sắm mà mua đi ai nó đi mua xanh. Mày đưa cho tao mày luôn hay. Tao xô chứ lại đâu. Đừng là mày cũng đâu. Nghe lộn nha. Thấy đừng mà nó có giọng. Nghĩ rồi mà đi phiên nào. Đi phiên nào giờ đi đâu. Nghỉ phiên nữa. Sao bây giờ cái đi quý không? Bây giờ đưa tiền ông đi mua xanh đi. Đưa tiền tao đi mua xanh. Đưa xanh không? Nhanh cái nhà. Để nắm cửa. Xin mày đỡ đây. Đưa tiền tao đi mua xanh. Đó 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 nè. Nghe ông với anh em. Ờ. Giờ mày đưa xanh tao đổ. Cái nhanh nhà hàng người ta. Cái hàng người ta đếm cơ. Cái đếm cơ. Quét xè tao. Thôi luôn. Thôi luôn. Thôi luôn. Thôi luôn. Thôi luôn. Thôi luôn. Chào. Tìm ông luôn. Mày 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 hậu quẻ mày cho mày tao. Mày biết mày bị em 2 phút phụ bần mới vậy á. Tướng mày. Ông trời cũng sẽ coi à. Người trời hại chết cho người hại chết. Mẹ mà chết lại. Ông đã bên mà cơ. Ai hốt mà. Bữa sau tôi coi em. Đâu đâu ông ấy đưa tiền hay tôi đi mua xanh ông về kìa. Đi thì tao biết mình chết á. Mẹ mà lại giết xì tao. Ai giết xì tao đi. Ra mệt quá em chưa. Đưa tiền tôi ra đi. Má thiệt là giết nấu quá. Đưa tiền tôi đi mua xanh anh cho nhà hàng người ta đóng cửa nữa. Không mà nó như người ta. Mày mà đi review người ta phải cái tâm chứ bỉ mà chốt quay ai quay thằng kia. Đang chứ nữa đó kia có cái xanh rồi chú. Nó mua gầm mà nó đó nó mua đó. Mà đáng bè như vậy nó tới quá thiệt trời á. Mua người ta nên ra nên gặp mày à. Ông bữa trong đựng thiệt đó nữa. Review đây mày cá về luôn. Nó đây. Xem chú buồn. Quá mày hiểu mà nó mệt đây. Tôi nói ông tôi dạy đó ông này từ nãy gì theo không đi theo nó nữa hiểu không? Mày cứu luôn à. 2-1. Đây ông hai mụn cho nói gì cu đù tàu không? Mày cái cu tờ nhanh, nhanh đi mà. Ông thấy thằng Doraemon không? Là tôi nè. Ông là Nobita với thằng Suke này. Hãy đủ không? Đó đây. Cái gì vậy? Ai đứng ngu quá trời. Mẹ mày nó mệt rồi. Theo cơ mê thì cũng khùng quá. Theo một phút thì thiết không theo. Ừ. Mua nhanh đi. Mày đó. Ai hốt đi mà. Sao? Con chỉ chịu chứ tao chứ còn đưa thì cũng được chứ biết giờ chắc chưa cần nào. Mẹ sập tấu luôn rồi Jim. Ai đi theo ổng là ăn tao rồi. Ờ đây đây có ăn khỏe rồi. Đúng rồi có ăn là được. Chứ không có ăn con sợ đưa mới ổng là ổng chịu ổng mua. Ờ thằng Jim nó mở lấy tiền luôn anh Jim. Mẹ là điều dưới. Mày còn 50 á. Không còn chờ chưa chú. Ăn cái tao ơi. Vô làm gì ở? Jim gài ở. Trời giờ đi mua xe mấy thằng đấy chứ nhậu với ổng. Mẹ mày mày điên hay sao vậy? Cụ đồ đưa 50,000 đây. Mới vô làm chứ trời được rồi. Chú không mày. Muốn xanh nghe xanh đi mày đái vô mày đái vô quá thật trời nè hả đái nhậu quá thật trời thôi chú nhậu chưa đâu thì vô nhậu chứ đụng mày làm gì thêm 50,000 không cậu đồ đưa đây vô đi hả thấy vô đấy chú tài đấy đừng đưa con chim nữa này ừ bài bán không
Dạ. Đổ với xây trời dữ dàng. Trời ơi. Ở lại đây. Đâu mà bài bán quá các bạn ơi. Nói chung là review ở đây Gâu đầu đã đưa tôi 50 ngàn đi đỡ xe nhận tôi vô lấy thì vô nhà nhậu thì có luôn mẹ nè. Đúng cái gì cũng đi đó. Trời ơi, trời ăn vô ăn. Bà anh em quá. Ừ. Anh em số này lên đây đi. Ờ, vậy anh em. Trời ơi, vui quá đi. Trời ơi, xây. Vô. Dạ, dạ, dạ. Vô, vô đây. Em mở cái kiểu người ta tới nhiều hả? Nhậu anh em anh nhậu xịt tay tay đấy. Đi xây ở đây. Đưa chai chai nãy đâu? Đồ má nó nói đi đổ xăng cho nó mà tôi muốn có đi đổ xăng nó vô nhậu mẹ đâu. Đổ nước lọc đó. Đổ tôi đá vô cho đủ mà đổ nước lọc thì. Để chai đâu? Ơi, giờ lại chai đá vô nghe. Ừ. Đá vô ăn nhanh đi. Mẹ nó vô. Đây. Ơi xây xây xây. Đâu xây xây. Còn đeo đá không con? Dạ có. Còn đeo đá không? Có. Rồi hai đứa đá vô chủ nha. Dạ dạ dạ. Anh rút rồi chứ anh ơi vui vui vậy. Cô cô cô. Chiều đó này. Ơi xây xây đầu nghiêng được. Ơi xây lưng. Ơi. Mang đợn, mang mềm. Mang mềm. Cho em đi cài này. Tao chưa phải tao đâu, cái nào? Gì? Đâu đồ em đưa đưa. Ờ quên. Nãy giờ quên, thì đã nói thêm một cái đó trên này vô nhậu thì cày. Đổ 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 vô vậy. Cái gì vậy? Đổ đâu đâu? Ừ. Em. Mày muốn đây. Tới đục mày đứt khó khó đâu. Chi ra. Cô chi ra. Mày lại chó kìa. Chị. Ai đi mà. Trời ơi.